Tụng tùng cái lũ đường dương. Linh thỏ tử thích nên thỏ nhược. Sống thì làm tướng, hát đăng làm thần. Hào kiệt như đại ca, sinh tử đâu có cần. Anh thắt như vậy, thật là tiết nghĩa dễ dàng. Dẫu tao là anh hùng dương quý tử, còn quý tử thì mà anh hùng. Một người một nửa tôi giết được đường lý thế dân, nhưng mạng họ lý vô thời mắt cưỡng cầu. Nên tấm thân tao giờ đây như chim lông cá trầu. Dẫu thành người mau đổ, tao quyết không đầu. Đây quyết lệ tao đầy đủ một bầu. À chết với thân súng lục mà bị đầu nhân. Vậy thì chung rượu của mày tao sẽ uống cạn. Cho một thằng bắn anh hùng tử cho cái hùng nào tử tiền liên mai tốt bất mai tu. Dẫu ơi mạng tao đã cuối đường cùng, nhưng mà cái nghĩa của đệ anh vẫn còn mang. Mai đây anh chỉ còn lại nắng xương tàn. Hơn trình giáo hùng tính này chắc cốt yên tâm. Dạ thưa đại ca, còn đây là ly rượu thứ nhì. Em kính tặng anh là một đấng anh tài. Bấy lâu anh quanh quanh liệt liệt, một tay anh chống chứng thành lạc dương. Di chuyển trung can anh xem thường tánh mạng, đâu có xá chi là tên mũi đạn. Chỉ kiên cường công thành đốt lý đa. Đèo xuống ải mà lặn suối kèo đỏ, đông sông tây đột nam tạo bất tử. Nói hay quá gì dạo gì nói nữa đi dạo. Tứ hải giai huynh đệ còn ai chẳng nghe danh. Anh thật là một đấng hùng anh. Này chết giữa bát trường cho còn câu đắc cẩn kỳ trung. Dạo liệu tao đây dâu xem chí tử nguy. Vậy thì ly rượu của mày tao uống cạn ly. Dạ thưa đại ca, còn đây là ly rượu thứ ba. Em cầu chúc cho anh nơi cũ truyền chí hạ, đầu thai kiếp khác cho được tài ba. Mặt của anh như rồng mà quay phong lẫm liệt như cọp. Anh sẽ có mã đề cương mình để trở lại nhà đường. Để làm gì vậy dạo? Để giết hết những thằng giống năng bán bàn. Dạo dạo chỉ chứ Tân Quỳnh à bằng mà bớt cũng kiến đại huynh. Dạ thưa nhị ca, Trần Thúc Bảo nó dân lệnh nơi đường chào. Hiểu tao anh kịp tận hồng đào sơn. Dạ thưa nhị ca, em đây là biểu tự là rượu một chung em xin tóc biệt nghĩa kiếm bằng. Uống hay không mắt tình anh định liệu. Anh có nhớ ngày làm phán Sơn Đông, ngày nay ai cũng rất y kỳ phận. Xin nhị ca suy nghĩ mà đừng có nóng giận, vì chốn nơi đạo chức còn số vô nhiều. Lá Thanh ngày xưa Trần Thúc Báo giáo kim đi đầu giặc, mày đau liệt giường tao mới rất lớn ý chứng mặt. Săn sóc cho mày mới hết bệnh đau. Có rồi mày nói với tao là mày về thăm quê xưa cảnh cũ, để giếng hồn ông mã cha của mày. Tao lòng tin nên bị mày dối gạt. Mày để mẹ con mày về đầu đường ly thế dân. Lá Thanh, tao gắm mày là thằng mặc áo ấm hưởng bổng lộc thật, hưởng bổng lộc thật to. Để rồi hôm nay mày kém tao đặng trả ơn. Lá Thanh,
Tao làm mày là bà cấu vào tâm xà, nuôi ông tay áo chứ nuôi kỹ dần nhà. Bởi tao giữ hổ nên đành vì bà bóng lư nhập thủy mà bóng hổ quy sơn, nên ngày nay tao không toàn mạng. Trời ơi, sớm về thai cho một thằng bạn hết nhân tay mà lại hại nhân tay, tiền đồng lịch kiếm bằng cũng lạc. Hậu lắm đi bất xuống nghĩa huynh đệ, nhân phi nghĩa bất giao mà giật phi nghĩa bất hữu. Ai mà thèm uống ly rượu của đứa con tanh, uống này không thì giận hả?